Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã cho thấy những video của mình. Và như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với cái series review những cuốn sách mà mình đã đọc. Cuốn hôm nay được đề cử đó là Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng của Mễ Nông. Cái tên nó rất là hay đúng không? Mình cả khi mà mình đọc cái này rồi á, mình rất là ấn tượng với cái cách đặt tiêu đề này luôn á, nên là mình đã quyết định mua nó. Lúc mà mua cái cuốn sách này là 2 năm trước thì mình đã đọc nó trong vòng 2 ngày thôi, tại vì nó cũng không hiểu tại sao lúc đó tự nhiên mình lại mua cuốn sách này nữa. Mình quên rồi nhưng mà mình đọc rất là nhanh nè. Còn rất là mới tại vì mình đọc được lèo luôn, sau đó là mình cho bạn mình mượn. Ở đây có một cái trích dẫn ở cuốn sách như thế này: thế giới này làm gì có đưa than nhà tuyết rơi, chỉ có dệt phai lên gấm thôi. Bạn muốn được người khác dệt phai lên gấm, trước tiên bạn phải trở thành gấm đã. Sự thật luôn tàn khốc như vậy, xã hội cũng luôn thực tế như thế. Nhưng có một ngày tôi cũng hiểu ra thực dụng thì có gì không tốt. Cái lúc mà mình mua cái cuốn này nè, mình đọc xong, mình cho bạn mình mượn, cái mình nói là ê mày, sách này là do tao viết nè. Chỉ có điều là tao không có văn chương được như thế này, không có hóm hình như thế này, nhưng mà sách này là do tao viết nè. So, mẹ mình kêu ủa đó là do mày viết hả? Vậy là tao viết sách này như thế nào rồi? Có nghĩa là giữa mình và cái cuốn sách này, hoặc là giữa mình và tác giả, mình cũng không biết nữa, tại vì tác giả khi mà viết á, thì đã có biên tập chỉnh sửa rồi. Thì cứ cho là cuốn sách này để giữa mình và cuốn sách này nó có một cái gì đó rất là tương đồng, như kiểu như hai mà một. Chỉ có điều là mình không có hóm hỉnh được như là cái cuốn sách này thôi. Đặc biệt là các bạn nữ nha. Đối với mình á, bây giờ mình đã 22 và sắp 23 rồi. Cô của mình có nói á, khi mà 23 tuổi á, thì các bạn sẽ biết là các bạn cần gì thay vì các bạn muốn gì. Dù sao chúng ta cũng là nữ đúng không? Thì chúng ta sẽ có nhiều cái mà nó khó nói hơn về cả vấn đề tuổi tác, công việc này kia. Như là mình nè, mình mới 22 thôi mà mọi người đang hỏi là mình 30 chưa, tại vì mình già quá. Các bạn cũng có thể thấy mình ăn mặc thực sự rất là già. Mọi người xem nhìn như vậy là mọi người biết dạo này trời Đà Lạt như thế nào rồi đúng không? Đàn ông thì đi nghĩa vụ quân sự nè, hoặc là có thể đi có thể không đi, nhưng mà vấn đề chung thì đàn ông chỉ cần chăm lo cho sự nghiệp là được. Tại vì đối với họ thì 30 cũng không bao giờ là muộn cả. Có những người mà 30 mà nhìn cái trẻ măng á, còn như mình nè, mình mới hai mấy mà mình nhìn mình đã như 30 rồi. Nên là cái cuốn sách này á, nó giúp mình nhận ra rất là nhiều điều, không phải là nhận ra mà trước đây mình đã ngờ ngợ rồi, chỉ có điều là mình không có biết nói nó như thế nào. Thì cái cuốn sách này sẽ giúp các bạn nói ra cái tâm tình đó. Nói chung nó rất là hay luôn á, nó như kiểu sách gối đầu giường, các bạn nhớ mua đọc. Một vài bạn nói với mình á là bây giờ cái cuộc sống nó kiểu nó thực dụng quá, mọi người đến với nhau á là chỉ vì lợi dụng nhau cái mối quan hệ này kia. Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Các bạn muốn có nhiều bạn bè hơn thì các bạn phải giỏi. Khi mà mình giỏi rồi á thì ong bướm nó sẽ tự đến với mình. Muốn biết một người như thế nào thì hãy nhìn vào bạn bè của họ. Sau đó mình bắt đầu mình chiêm nghiệm xung quanh thì mình thấy câu nói đó rất là đúng luôn á. Tại vì khi mà bạn giỏi, bạn đạt tới một cái trình độ nhất định thì bạn bè của bạn đương nhiên cũng sẽ đạt tới một cái trình độ nhất định nào đó, thì mọi người mới có một cái sự đồng điệu được, mới nói chuyện với nhau được. Còn khi mà mình chưa được như mong muốn của mình đó thì y rằng những người xung quanh cũng không như mong muốn của mình thôi. Mình nói về nội dung của nó thật sự rất là xuất sắc, không phải là xuất sắc mà là những cái mà diễn ra trong cái cuộc sống hàng ngày và cái cách giải quyết vô cùng đơn giản. Đó là do cái tư duy, cái cách nhìn của mình thôi. Nếu như mình review kỹ quá thì nó sẽ mất hay đi. Đối với mình đó thì cuốn sách này nó rất là giống với mình luôn, nhưng mà mình không biết đối với các bạn thì nó như thế nào. Tại vì đối với mình mọi thứ vô cùng là đơn giản. Mọi người hay nói với mình lúc mà mọi người chưa có chồng á thì mọi người cũng vô tư như mình, mọi người cũng dễ ngủ như mình. Ở cái tuổi của mình thì mình có nấy rất là vô tư, nhưng mà cảm thấy là hiện tại thì mình không phải là vô tư lắm, mà là mình biết chấp nhận á. Mình phải biết chấp nhận, biết buông bỏ. Chúng ta luôn luôn sống cực khổ là tại vì chúng ta quá tham, chúng ta không có biết là cái gì có thể làm được, cái gì không thể làm được. Như là trong chuyện khắc kỷ, lưu nghĩ khắc kỷ, mình đã mua rồi nè. Cái gợi ý của một bạn thì mình sẽ review nó sau. Chúng ta phải biết là cái này chúng ta có thể quyết định được, cái nào không, cái này chúng ta có thể quyết định một phần, can thiệp một phần hoặc là không được, để chúng ta có thể lựa chọn cái cách mà chúng ta đối diện với cái sự việc, sự vật đó. Thì mọi thứ nó sẽ đơn giản lắm. Ví dụ như mình thích cái chàng trai đó, nhưng mà chàng trai đó lại không thích mình, thì đó không, mình không thể nào mà can thiệp vào cái vấn đề tình cảm của người ta được. Thay đổi bản thân mình vì một người nào đó thì nó không có đáng đâu. Vậy là mình thay đổi bản thân của mình bởi vì mình muốn mình tốt đẹp hơn để mình có thể gặp được những người tốt hơn, thì đó là đúng. Thì đó mình nghĩ là cũng không có lý do gì mà chúng ta phải đau khổ vì chuyện mình thích người ta mà người ta không thích mình hay là gì đó đâu. Tại vì nhân duyên mà, mình không có can thiệp được. Mình sẽ review sơ về một lục. Ở đây chúng ta sẽ có chỉ có 8 chương thôi. Tên của nó như thế này: làm thế nào để sống vui vẻ trong thế giới khốn kiếp này. Hay không các bạn? Trời, cái tiêu đề đọc vô cùng là giật gân luôn á. Và những cái từ như kiểu là khốn kiếp này hoặc là mẹ kiếp, nó được lặp đi lặp lại bởi một cái tác giả nữ, nhưng mà đọc nó rất là hay, nó không có thô
bỉ một tí nào luôn á. Mà các bạn thấy không, đọc như vậy là nó, nói chung là tác giả này làm content rất là hay, làm nội dung vô cùng là thu hút luôn á. EQ cao chính là biết cách ăn nói, cái này là đúng rồi nha. Có một cái cuốn sách tên là Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ, mình cũng đã đọc rồi, hôm nào đó mình sẽ review cho các bạn. Đúng thế, tôi thích một tô nỗ lực hơn. Có nhiều lúc á mình nghĩ là mình làm như vậy đã là tốt nhất rồi, nhưng mà thực tế là không phải, tại vì núi cao còn có núi cao hơn nữa. Nhiều khi mà các bạn nghĩ là không, nhiều khi mình nghĩ là mình làm tốt rồi, nhưng mà thực tế chúng ta vẫn có cách làm tốt hơn, tối ưu hơn, nó nhanh hơn, năng suất hơn, nhiều việc hơn nữa. Và công việc của mình đó là phải tốt hơn mình của ngày hôm qua, phải cải thiện chính bản thân mình thay vì đi thay đổi thế giới. Tại vì thế giới nó có một cái quy luật hoạt động riêng của nó, chúng ta không thể nào mà tác động được đó. Cách duy nhất để chúng ta có thể sống tốt hơn đó là thay đổi bản thân của mình, và hãy để cho mọi thứ diễn ra như là nó phải diễn ra. Bạn xin lỗi, tôi không rảnh để ghét bạn. Mình thích cái chương này cực kỳ. Tại sao chúng ta lại đau khổ như vậy? Tại sao chúng ta lại có nhiều vấn đề để lo như vậy? Tại sao chúng ta lại ghét nhiều người như vậy? Tại vì chúng ta rảnh. Nếu như mà các bạn bận rộn rồi buổi sáng nha, các bạn phải lo edit video buổi trưa, các bạn lo dọn bàn set up rồi này kia, buổi tối các bạn làm tiệc tới 2 giờ xong rồi các bạn về ngủ, các bạn phải chăm lo cho ba con mèo, các bạn phải tạo dựng những cái mối quan hệ mà các bạn cho là xứng đáng, thì các bạn không có thời gian rảnh để mà ghét ai hết trơn á. Làm gì mà có được cái khoảng không gian nào để mà cái người mà các bạn ghét nó chui vô, nó chiếm tâm trí của bạn được. Hồi mà còn đi học có hai á thì mình hay bị ghét. Nó có nhiều vấn đề và mình cũng có, nói chung là ấn tượng xấu với một số bạn. Ghét thì mình cũng không nhớ rõ lắm tại vì nó lâu lắm rồi. Nhưng mà sau này nha, mình tự nhiên mình cảm thấy là mình không có ghét ai nữa hết trơn. Chỉ là ví dụ như mình thấy người ta chơi được, hợp tính thì mình sẽ chơi, còn không thì thôi, tránh xa một tí. Giống như ăn đồ ăn vậy, thấy ngon thì ăn nhiều, mà thấy không ngon thì ăn ít vậy thôi, chứ mình không có thời gian để ghét. Tại vì những cái khoảng thời gian rảnh của mình phải dùng để học hành nè, trau dồi bản thân, tập thể dục một tí cũng được, tại vì mình béo quá. Tạo dựng những cái mối quan hệ lâu ngày và duy trì nó. Khi mà mình ở Đà Lạt đó thì bạn bè của mình ở Sài Gòn hết, cái vấn đề mà để giữ được liên lạc với nhau nó cũng rất là lớn. Rồi mình phải chăm lo sức khỏe cho mọi người trong gia đình, rồi lo cho vấn đề làm sao để cải thiện được cái công việc phục vụ của mình nó ngày càng tốt, càng tốt, càng tốt hơn nữa, để cho những cái mục đích lớn hơn, thì mình làm gì có thời gian mà đi ghét ai rảnh quá. Nên là mỗi lần á, mình nghe ai đó nói xấu về ai hoặc là bày những cái chuyện mà không liên quan tới mình thì xin lỗi mọi người, mình đều không nghe. Có nhan sắc không sống tích cực. Nếu như mình review quá sâu thì có phải là mình đã spoil hết nội dung của nó không, nhưng mà khi các bạn đọc cái tiêu đề là các bạn đã thấy nó hay rồi, và những cái câu chuyện trong đó nó rất là hàng ngày, từng ngày các bạn đọc, các bạn sẽ thấy chính mình ở trong đó. Nhiều lúc đó thì mình nghĩ là không nhém bè phận, không nhém bè chịu gì đó, nhưng mà sống tích cực vẫn tốt hơn. Tại vì khi mà mình sống tích cực đó, thì mình sẽ có một cái nguồn năng lượng nào đó tỏa ra hút những người xung quanh. Mọi người đang u buồn, xong mọi người thấy các bạn tích cực đó, thì mọi người sẽ rất là vui, và chính mình cũng cảm thấy vui nữa. Mình nghĩ là có khi nào do mình cười nhiều quá, kiểu lúc này mình cũng cười, mình cố gắng để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tích cực nhất đó, nên là mình mới có nhiều nếp nhăn ở đây nè. Mình hay nghĩ như vậy để có thể lấp liếm cho cái sự lười biếng chăm sóc da của mình. Nhờ có anh thế giới này mới đáng yêu, cái này là vấn đề yêu đương tình cảm không bình luận nha. Ranh giới cao nhất của lãng mạn chính là những chuyện nhỏ nhặt bình thường, thì đó là những vấn đề về tình cảm. Năm tháng ấy chúng ta là những cô gái không ai theo đuổi. Các bạn trai đọc cũng được, nhưng mà các bạn trai sẽ có lý tưởng riêng của nó, như là cuốn này ông sao phải để bàn sau kim vậy. Còn mình là con gái thì mình phải có một cái lối sống riêng. Không nhớ rõ lắm, nhưng mà có hai sự lựa chọn: một người đàn ông kiếm được 100.000 cho bạn 100.000, và một người đàn ông kiếm được 10 triệu và cho bạn 1 triệu, thì bạn sẽ lựa ai? Thì tác giả đã ghi trong đó là sẽ lựa chọn người đàn ông kiếm được 100.000 cho bạn 100.000, và tác giả sẽ tự kiếm 1 triệu đó. Và cuộc sống của mình mà mình phải tự quyết định. Các bạn có thể làm chủ được cuộc sống của mình khi mà chúng ta tự lập và độc lập về tài chính. Nói chung toàn bộ vấn đề cũng là con gái là phải tự lập và độc lập. Chúng ta không nên chờ có ai đó mang cái gì đến cho chúng ta, tại vì chúng ta hoàn toàn có thể tự làm để có thể tự nuông chiều bản thân của mình được. Mình phải cố gắng làm thật nhiều để khi chúng ta thất tình thì chúng ta có thể đi ăn tôm hùm. Khi chúng ta buồn á, chúng ta kiểu cô đơn lạc lõng, chúng ta có một cái căn biệt thự nào đó 2 phòng ngủ về đó mà ở, không phải lo trả tiền cho nó nữa, thì đó là cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong muốn. Có một con đồ đại loại như là tôi thích tiền, tại vì không phải là tôi yêu tiền mà là
để chúng ta có thể làm được những việc mình muốn mà không do đồng tiền chi phối ở trong đó. Thì khi các bạn đã ra trường rồi, tới một cái độ tuổi nhất định rồi, các bạn sẽ nhận thấy là có nhiều, rất là nhiều vấn đề mà đồng tiền can thiệp của nó. Thì chúng ta phải cố gắng thật nhiều để chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Sự lựa chọn ở đây đó là khi chúng ta bệnh thì chúng ta có thể đi khám bệnh những bác sĩ tốt hơn. Chúng ta muốn ăn gì chúng ta có thể tự nuông chiều bản thân của mình mà không phải lo lắng quá nhiều thứ. Và có những mối quan hệ mà chúng ta sẽ không để ảnh hưởng bởi đồng tiền qua đó nữa. Và nói chung là cuốn sách này cười là hay và cực kỳ hay luôn á. Nên là nếu như mà các bạn đang gặp vấn đề nào đó rối rắm, cần tư vấn gì đó thì đừng có lên mạng nghe mấy cái bác sĩ bốc phét làm gì. Mua sách về đọc đi, các bạn sẽ cảm thấy là tâm hồn của mình được chữa lành luôn á. Nè, rắm bao nhiêu rồi chúng ta phải tự chữa lành được cả sức khỏe và tâm hồn của mình luôn chứ, đúng không? Tại vì đâu phải lúc nào mình cũng rảnh tiền để mà cứ buồn một cái là đi bác sĩ tâm lý, hoặc là bệnh một cái là đi bệnh viện đâu. Nói chung là bệnh đi bệnh viện cũng đúng thôi, nhưng mà có những vấn đề chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu như mà chúng ta biết sắp xếp một cái hợp lý. Và tốt nhất là đừng có để mình rảnh. Ông bà đã nói là rảnh rỗi sinh nóng nổi, khi mà mình rảnh thì mình hay đi ghét này ghét kia, đi nhiều chuyện này kia. Nhưng mà những cái lời mình nói ra là lời nói gió bay, có trời biết đất biết mọi người cùng biết. Tới tuổi này rồi thì mình nhận ra là trước khi nói là phải uống lượng 7 lần nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Tiếp theo sẽ là Chủ nghĩa khắc kỷ và rất nhiều cuốn nữa. Ví dụ như bộ 3 cuốn Bạn đắt giá bao nhiêu của... Quá tự nhiên mình quên mất rồi. Nhưng mà mình sẽ ra video review nó sớm thôi, tại vì nó hay lắm. Và tạm biệt mọi người.